tới mạnh 3 lần, 4, 5 lần. Push now the hand down on the knee. 2, 3, mạnh hơn chút nữa. 4, mạnh hơn chút nữa. 5, để lòng hai lòng bàn tay ra hai đầu gối, ấn mạnh xuống. You push down on the knee, press down. Put the force down. Rồi sau mặt 10 lần. Then we use our hand and rub our face 10 times. Sau hai bên lỗ tai 10 lần. And then we rub on the ear 10 times. Rồi sau từ đầu ở phía sau 10 lần. Make a circle up on our head and 10 times. Và sau phía sau cổ 20 lần, 10 lần. We massage our neck and behind of our neck 10 times. Và sau phía trước cổ 10 lần. We massage our neck 10 times. Rồi sau phía bên hông và bên cánh tay, mỗi bên 10 lần. We do from shoulder to arm and from the behind of our 10 times. Rồi đổi bên, tay để lên hông, tay để lên tay, đổi bên 10 lần. 10 times. Từ đây thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu, ba chỗ, mỗi chỗ 10 lần. Ở phía sau là dùng vuông tay xoay theo chiều kim đồng hồ 10 lần. And our body in the circulation of the clockwise, and the hand in the back, you do it in the back. You do it in the top first, and in the middle, and in the bottom, in the belly. Sau phía sau mông 10 lần. And then we massage out behind 10 times. Sau từ mông ra đầu gối. And then we put from the hip to the thigh 10 times. Cho hai lòng bàn tay cho nóng áp vào mắt 3 lần. You rub the hand on the palm and then put on the eye. Ok, chúng ta giở chân ra, một tay nắm các đầu ngón chân. Tay nắm các phơi chân để nhẹ ra. We hold our feet and put the chân in front of us. Tay nắm các đầu ngón chân, tay nắm phơi chân để nhẹ. Tay xoa từ trong đùi ra đầu gối. So we massage from the thigh to the knee.
thẳng hai chân ra, tay đụng đầu các ngón chân 7 lần. Giờ mình đi thiền hành 15 phút. Now we do the walking meditation for 15 minutes. Khi mình đi mình cũng hít và thở giống như mình đang ngồi thiền. When we walk, we just breathe in and breathe out like we're sitting meditation. Mình không có nghĩ chuyện này chuyện khác, chỉ đi chỉ biết là đi thôi. We calm our mind just like we're sitting meditation. We don't want to thinking, wandering around. Thank you.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý thiền sinh, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2019. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni. To everybody here, today is July 10, 2019. Quý thiền sinh khỏe không? How you doing? Dạ khỏe, phải. Hôm nay chúng ta đến đây để làm gì? Why we be here today? Why we be here today? Chúng ta đến đây để thiền, phải không? Today we come here to practice meditation. Tại vì sao chúng ta phải ngồi thiền? You know why we need to be sitting meditation? Và ngồi thiền như thế nào để được lợi ích? What it makes you feel like it's beneficial to be sitting meditation? Muốn được lợi ích thì chúng ta phải nắm cái thiền gọi là những cái phương pháp thiền gọi là căn bản. To make the most of the meditation, we need to learn the basic meditation. Thì mình muốn ngồi thiền mà cho nó được kết quả tốt thì phải có 3 giai đoạn. To gain the benefit to be sitting meditation, we have to go to 3 different phases. Thì trước khi ngồi thiền thì điều căn bản đầu tiên là mình phải biết cách ngồi, cách trụ. Ngồi thiền có 3 giai đoạn. The first thing is we need to make sure that we sit in the correct position and they have 3 different states. Giai đoạn thứ nhất là nhập, trụ và xuất, xả thiền. The first phase is we just start to meditation and then we just come, stay, stick with the meditation and then we can release. Nhập là mình chuẩn bị áo, đồ mình mặc cho nó phải rộng rãi, thoải mái. Thí dụ như mặc quần mà nó có dây nịch nó chật á, phải nới ra. Cổ áo có ngoài kéo nó chật quá thì mình nới rộng ra. Dưới mình chuẩn bị cái tọa cụ. Hoặc thôi ở đây thì nó im rồi, cho nên có cái bộ đồ. To make a beginning, we need to make sure that we have loose clothes. If we have a bed, we need to release it so it's more comfortable. And we have a cushion here to make sure that we are soft and it fit on your head. Cái bộ đồ hay là cái tọa cụ, cái gối á, ở nhà để cho cái ngồi lên đây để cho cái lưng mình nó thẳng. Với hai cái đồ gối mình không có bên cao bên thấp, nó đều với nhau. The purpose of using the cushion is make your spine straight. Cái đồ gối nó đều với nhau. Knee will be thích với nhau. Chứ không có bên cao bên thấp gì. Moving side by side. Đó là cái phần rồi khi ngồi á. Ngồi thì có nhập thì có ngồi không già như là ngồi vậy. Ngồi vậy là ngồi không già, ngồi tự do mà không già. When we sit, we can put like comfort like this, not by the regular sitting position. Đấy, vô đó. Ngồi vậy đó. Cái thứ hai là ngồi bán già, gác một chân lên. You see the semi lotus position. Cái thứ ba nữa là các chân lên đây. Đây là ngồi cái kiết già hay là ngồi cái hoa sen. Khi ngồi mình có cái như có mặc áo tràng thì sửa giặt ở phía trước, giặt phía sau, nó đi lại. If you wear a long robe, you can put it in front and in back, you can put it in. Mình có cái gối nhỏ hay cái khăn này mình để bên đây. Tại vì khi mình ngồi nó có bên cao bên thấp. Còn mình có cái gối nhỏ mình để lên đây, để mình để tay lên. We often to have a small pillow to put in between here, so we can
rest our arm on top of the pillow. Khi mình ngồi á, tay phải mình để lên tay trái. Your right hand will be on top of the left arm. Hai ngón tay vừa chạm vào nhau, hai ngón tay cái vừa chạm vào nhau. The thumb will be touching the other on the tip. Chúng ta để nhẹ xuống dưới hai đầu bàn chân, dựa sát cho người. Put it down gently on your feet. Hai cái cùi chỏ hai bên đây mình vừa hít vô trong thân mình cho nó giữ độ ấm. Your elbow will be side by side like that, so it keeps your body warm. Đó là giai đoạn nhập. Kế nữa là mình động thân 3 lần, từ mạnh tới nhẹ. Ăn xuống. So after that, we move back and forth, rocking back and forth 3 times. 3. Đó là giai đoạn nhập. Và giai đoạn trụ là mình đếm hơi thở, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 hơi. 3 hơi đầu tiên thôi. Hít vô bằng mũi, tưởng bao nhiêu khí trong sạch đã khắp vũ trụ vào nơi thân mình. Thở ra bằng miệng, tưởng bao nhiêu những cái quế trược, những cái phiền não, những chỗ bệnh tật trong cơ thể của mình theo hơi thở ra ngoài. The second phase is we just start breathing in by nose and blow out by mouth. 3 times. When we inhale, we just inhale the very cool air, and then when we get out, we get our body all toxic come out. Hít vào thật sâu, thở ra thật sạch, 3 hơi. Deep breathing and deep flowing out, breathe out, 3 times. Thì khi mình giai đoạn trụ, khi mình ngồi là cái lưng mình nó vừa thẳng, cái đầu mình nó cũng nhìn một, mắt mình nhìn một điểm ở phía trước, mắt mình khép hờ. Back on the second stage, we need to make sure that our back is straight and our eye is in front of you, about 3 feet from in front of you. Từ đầu cho tới chân mình nó để thư giãn. We relax the whole body. Nét mặt mình nó tươi. We try to keep our face as much getting light as what we can. Mình ngồi về tư thế thì mình hít vào điểm 1. Thở ra điểm 2 cho tới 10 mình bỏ. Nếu mà nửa chừng mà mình đếm mà có lỡ quên á thì mình đếm lại từ đầu. Ví dụ như mình đếm tới từ hít vô điểm 1, thở ra điểm 2, hít vô điểm 3, thở ra điểm 4 tới 5 cái mình quên. Hay mình nhớ chuyện này nghĩ chuyện kia cái mình quên. Không đếm được tới 10 cái mình đếm lại từ 1. We follow our breathing pattern. When we breathe in out, we count 1. When we breathe out, we count 2. And until 10, it happens in the middle of the breathing. We forget the number, and then we can start over again. Breathing out, breathing in, 1 in, breathe out, 2, 3, in, 4. So until you get in number 10, and we start over again. Giai đoạn đếm hơi thở thì có 2 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là điểm nhặt, cấp độ thứ hai là điểm khoan. When we count the breathing, there are two different steps. The first step is just slow counting, and the second step is fast counting. Giai đoạn đầu á, chúng ta thực tập khoảng 1 tháng hoặc 2 tháng, có khi là 1 năm. Nếu mà mình điếm mà thấy nó thuần thục, nó quen, nó không có quên nữa, thì mình mới tiếp lên giai đoạn thứ hai. For the first, when we start to do the slow counting, we need to practice at least 1 month or 2 months or 3 months sometimes until we get used to with the rhythm, then we can go a little bit faster. Tại vì giai đoạn mà mình điếm hơi thở, giai đoạn như ban đầu nó rất là căn bản, nên mình phải thực tập từ cái căn bản đi lên. Make sure that we practice that slowly. Increase in rhythm practice very fast. We need to make sure that we master the basic technique first. Thì mình ngồi cái giờ quy định nửa tiếng hay là 45 phút hay là 1 tiếng hay là 1 tiếng rưỡi hay là 2 tiếng thì mình sắp xếp công việc ở nhà mình nó đâu đó cho nó hết rồi cái giờ mình ngồi là lúc đó mình chỉ tập trung ra ngồi thôi.
the meditation section can be varied from 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, or 1 hour and a half, or 2 hours, depending on your schedule. Make sure that you plan everything according to them, so don't get distracted by the other things around your house. Then you can focus on just meditation. À, điểm hơi thở giai đoạn hồi nãy là hít vào điểm 1, thở ra điểm 2, đó là mình điểm nó chậm, nó khoan. À, giai đoạn thứ hai là mình điểm nó, giai đoạn thứ nhất là nhặt, giai đoạn thứ hai là điểm khoan, hít vô cùng thở ra sạch điểm 1, hít vào cùng thở ra sạch điểm 2. The slow counting of the breathing is when you counting breathing in 1, breathing out 2, breathing in 1, breathing out 2. But when you do faster and you breathing in and inhale 1, breathing in and inhale 2, that's a faster counting. À, giai đoạn thứ ba là giai đoạn thứ nhất là theo dõi hơi thở. Giai đoạn thứ hai là thứ nhất là đếm hơi thở, giai đoạn thứ hai là theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở là mình hít vào, mình không còn đếm nữa, mình hít vào, biết rõ là mình đang hít vào. Hít vào một phần ra, thở ra, mình biết mình đang thở ra, cái bụng mình nó xẹp vào, mình biết rõ như vậy. After we do the first step, the second step, fast, counting slow and counting fast. And after that, we try to follow the breathing. We know that when we're breathing in, we know that when we breathe in, when we know that we exhale, we know that exhale, we don't count anymore. That part, we should realize our breathing. Giai đoạn thứ hai rồi, tới giai đoạn thứ ba là mình ngồi. Tim mình không có đếm hơi thở, mình không có theo dõi hơi thở, nhưng mà mình vẫn hít vào và thở ra đều đặn. Even we don't count or we don't follow the breathing, but we still recognize the breathing in now. Giai đoạn thứ ba là mình ngồi yên lặng, chỉ hít vào thở ra đều đặn. Mình vừa nghĩ nhớ tới chuyện này, nghĩ nhớ tới chuyện kia, mình biết nó là giả, không thật, mình bỏ. Không có nghĩ tiếp nữa. And now we just start to realize our mind is have something that we need to keep, let your mind wandering and then you can let it go. Whatever comes to your mind, you need to let it go. Trong giai đoạn mình ngồi thiền, mình nhớ tới chuyện đã qua rồi và chuyện tương lai, mình nghĩ nhớ tới nó, mình biết nó là giả, không có thật, không có lợi ích. Mình không nghĩ. When we sit in meditation, we often feel think about the past or think about future. What happened to us, we know that it's not real. At the moment, we need to focus on our breathing and our meditation. Tại vì khi mình ngồi thiền hay là mình đi thiền hành là để cho cái thân mình nó nghỉ ngơi và cho tâm mình nó nghỉ ngơi. When we sit in meditation or we walk in meditation, we are practicing to keep our body and our mind in relaxed mode. Thì trong cái thời gian trụ, hồi nãy là nhập, trụ là mình đếm hơi thở đó. Có 3 cấp độ, trụ có 3, đếm hơi thở, theo dõi hơi thở và biết những cái mình nhớ nghĩ đó, gọi là vọng tưởng đó, nó không có thật. Đó là 3 giai đoạn, là trụ. The second phase is we count in the breathing, we kind of follow the breathing, and we focus on thinking about our mind, let it go, is the second phase of the meditation. Giai đoạn thứ 3, ngồi thiền có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nhập, trụ và xuất. Giai đoạn nhập trụ rồi, bây giờ tới giai đoạn thứ ba, nghĩa là mình quy định cái giờ, ví dụ như bữa nay mình ngồi nửa tiếng thì tới đúng nửa tiếng với thầy lắc chuông, thì khi nghe lắc chuông đó, quý vị đọc cái bài hồi hướng nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. So we've been going through the first phase, second phase, and the third phase. The third phase, when we gradually, how long we can do sitting meditation, for example, we do 30 minutes, and we just ring the bell. And when we ring the bell, we know that we have to get out the meditation by breathing in, breathing out, two times, and then we bow, that repentance, to make a vow. Giai đoạn xả hồi mình nhập á thì từ thô vào trong tế. When we start to beginning from very rough and then very calm. Giờ mình xả thiền á, giai đoạn thứ ba xả thiền á là mình từ trong tế ra thô. And when we release our body on từ trong tỉnh ra động. We go from the calm to the rough. Thì mình xả từ trong tâm, mình thầm đọc lên cái bài hồi hướng. Mình ngồi thiền là có công đức, có phước, có công đức. Cho nên mình hồi hướng khắp tất cả chúng sanh đều trưởng thành Phật đạo. Nghĩa là ai cũng ngồi thiền là mình gieo cái nhân là Phật. When we get out the meditation, first we kind of keep in my mind, in my heart, that we are released, get out of meditation, and we just bow to everybody that get the same peacefulness that we have. Kế đó mình hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng, ba hơi giống như lúc mình nhập thiền. Hít vô bằng mũi, mình tưởng bao nhiêu những cái thanh khí khắp vũ trụ vào nơi thân mình. Khi mình thở ra bằng miệng, mình tưởng bao nhiêu những quế trược, những cái phiền não, những bệnh tật trong cơ thể của mình, những cái chỗ đau nhất, những chỗ không thông á, theo hơi thở ra ngoài, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng, ba hơi. Like at the beginning, we have to breathe in and breathe out three times. When we breathe in, we just get the air, the good air, and when we breathe out, only the toxic can get out. Kế đó là để thành lập lại cái xả thiền hồi nãy, ôn lại lần nữa cho quý vị dễ nhớ, nhớ dai. So now we practice the massage our body after we sit in meditation. Nãy là điểm hơi thở, sổ rồi xong đã đậu hai bên bảo vai. Quý vị nhìn thôi, khỏi thực tập. Now we lift up the shoulder. Tùy theo cái thời gian mình ngồi thiền, nếu mà quý vị ngồi khoảng 1 tiếng trở lên á là mỗi động tác 20 lần. Còn ví dụ như ngồi mà 1 tiếng trở lại thì 10 lần cũng được. Hoặc thôi quý vị muốn làm 20 lần cũng được. Depending on how long you be sitting. If you sitting longer time like 1 hour, we need to do like 20 times. But if we do less then we can do less time. Rồi kế là chúng ta cúi ngước. Mỗi động tác 10 lần hoặc 20 lần. From 10 to 20 times, depending on how long you've been sitting. Rồi nhìn sang phải. Left, side by side. Chúng ta làm mỗi động tác nó từ từ thôi, chứ đừng có nhanh quá, cũng đừng có chậm quá, nên nó vừa thôi. You do slowly and then you get... Tại vì khi chúng ta ngồi thiền á, là chúng ta ngồi yên lặng. Mà mình ngồi thiền xong mà mình không có xả thiền, mình đứng lên á, mình không có khởi động lại á, mình đứng lên á thì nó dễ bị bệnh, với nó dễ bị đau nhức. Very important that we know how to ready our body after sitting meditation, because when we sit still for a long time, we need to changing our body so it increase the circulation, so it not affecting our joint, our muscle, not aching. Mỗi động tác mình làm là giống như là mình tự mình massage cho mình làm cho máu huyết nó lưu thông. What we do is just massage our body to make a circulation. Mình nhìn lên, nhìn xuống, rồi sang phải, rồi sang trái. Xong rồi một lần cuối cùng nữa là mình ngước lên, nhìn xuống nữa là cho nó quân bình. After we look left and right, we need to do one more time up and down to make the neck balance. Ok, chúng ta ấn tay xuống từ nhẹ cho tới mạnh. Hồi nãy đó là từ mạnh cho tới nhẹ khi nhập á. Bây giờ xả thiền là từ nhẹ tới mạnh. Tại vì mình từ trong tịnh nó ra động. At the beginning we press our hand down to our knee from
from drop to the sub, and then after that, the second part we do it the opposite way. We do from slowly and then we can faster. Lần thứ tư và tới lần thứ năm ta để lòng ta bằng tay cái hai đầu gối hướng mạnh xuống. Rồi chúng ta xoa mặt. Mỗi động tác nó vừa, nó không có mạnh lắm cũng không có nhẹ lắm, chủ yếu cho da mình nó massage cho máu nó huyết lưu thông, đừng có mạnh quá cũng đừng có nhẹ quá, nó vừa thôi. Our hand, right hand is a little bit gentle, it's not so gentle, it's not so soft. Just make sure that the circulation goes. You don't have to push hard, but when it's soft. Okay, chúng ta xoa hai bên lỗ tai. We rub the ear the same way. 10 hoặc 20 lần. 10 or 20 times. Okay, xoa phía trên cổ. And then run up on top of the head in the right. Rồi xoa phía sau. 20 lần. Mình cho phía trước cổ. Kéo xuống. Pull down. Yeah. Một tay chúng ta để bên hông. One hand you put underneath. Tay để trên cánh tay. Kéo xuống. Kéo xuống. 10 hoặc 20 lần. Rồi đổi bên. Tay này để không này. Tay này kéo xuống. Tay kéo xuống. Kéo xuống. Rồi kế nữa là chúng ta chia làm 3, 1, 2, 3. Xoay theo chiều kéo đồng 1. In front we have three different parts, the chest and the middle and then the belly. We do from top and down to middle and in the bottom. Okay, chúng ta so phía sau. We got some behind the hip. Chúng ta xoa từ mông ra đầu gối. Chúng ta xoa tới đầu gối, chúng ta mới xoa hai đầu bàn tay cho nóng áp vào mắt. Khi mình xoa mình tưởng nếu mà mắt mình có cườm, có mọng hay là có mây á, mình tưởng nó tan thì nó sẽ tan. When we rub in the head, you can hit on the hand like that, the glaucoma or cataract will be disappear. Kế nữa là mình nắm các đầu ngón chân, nắm chuỗi chân để nhẹ ra. Khi mình ngồi á, năng lượng mình nó nhiều khi nó tập trung như này, mà mình ngồi mình không có nắm mình giữ lại á, mình buông ra thì nó đi ra ngoài. Sometimes the energy can be focused on the feet because when we sit in so long, the energy can focus on the sole of the feet. Mình so từ trong đùi ra đầu gối. Chỗ nào mình đau nhất á, là mình so cho đó nhiều. We rub on the brain, the thigh, into the knee. What part of the body is in pain? The action we do the most massage. Cái chân bên đây cũng vậy. Rồi xong rồi giai đoạn cuối là mình thẳng chân ra, tay đồng lớp đầu ngón chân. 7 lần. Rồi
Sau khi chúng ta ngồi thiền xong, chúng ta ngồi tại chỗ khoảng 5 hoặc 10 phút rồi chúng ta đi ra ngoài. After we let one of go, we can be sitting for 5 minutes before we get up. Tại vì khi mình ngồi thiền á, các lỗ chân lông á, nó hở ra, chứ cơ thể mình nó ấm. Nếu mà mình mở cửa mình đi ra ngoài liền á, thì ở ngoài không khí lạnh, nó dễ nhiễm vào mình, dễ đau nhức cảm. Because when we sit in meditation, the pore of the skin is open. So if you don't want to protect your body by taking slowly, if you work out in the cold right away, you can have the effect in your body, aching and hurting or cold. Nếu khi mình đang ngồi thiền á, trời có nóng nực đi chăng nữa mình cũng không có để quạt hay là máy lạnh ở phía sau, nó thổi ở phía sau của mình dễ bị cảm nó vô đây. The same reason when you sit in the meditation, if the room is hot, or you cannot use the fan because the air flowing from the fan can hurt you. Chúng ta có mở thì chúng ta để phía trước mặt thổi ra. So if we have to do the fan, you can put the fan in front of you at far distance, not in the back. Khi mình ngồi thiền á, trước khi ngồi thiền mình đừng có ăn no quá. Before we do the sitting meditation, we should not eat so full. Tại vì khi mình ăn no quá thì mình ngồi dễ bị cầm ngủ gục. If you are eating full stomach, then you kind of sleepy. Dưới khi mình làm một ngày từ sáng tới chiều mà mệt á, rồi mình về á, mình tắm rửa về làm tất cả các việc xong rồi đó, trước khi mình ngủ á, mình tập mình ngồi thiền khoảng 15 hoặc 20 phút. If we're working all day and tired at the end of the day, we should take a shower and do not relax, and then before you go to bed, then you should do the meditation. Thì khi mình ngồi thiền á, là nó cũng như nó hồi phục năng lượng của mình. By doing that, you just recover your energy that you lost during the daytime. Chứ khi mình cái giai đoạn mà trụ á, khi mình ngồi thiền á, mình có thấy cảnh dữ dằn hay là thấy ma quỷ hay là thấy những cái hiện tượng gọi là lạ đó, hay là thấy những cái hiện tượng nó gọi là một là dữ hay là thiện á, mình cũng không có vui, cũng không có buồn, không có lo sợ, tại vì đó là cảm giác. Remember on the second phase when we need to sit still and our mind is calm, sometimes people seeing things, hearing things, sometimes it's happiness, sometimes it's sad, things like that, but you need to let it go. Thì khi mình ngồi thì mà một thời gian cái tâm mình nó được yên định á, thì nó giờ mình dễ thấy cái cảnh này cảnh kia, hoặc thôi là thấy cái thân mình nó to lên, hoặc thân mình muốn bay đi chăng nữa, mình cũng biết nó là giả, không có thật. Mình chỉ mở mắt ra rồi mình hít thở khoảng 10 hơi rồi trở lại bình thường, không có gì hết. It's very common when you practice meditation, you have different feeling or different sensation when you sit on the second phase. Sometimes you feel like you have different hearing, different voice, different thing or music or whatever. You may need to let it go because that's very not common in the practice meditation. Mình ngồi thiền là một cái trạng thái để mình nghỉ ngơi thân và để cho tâm mình nó được nghỉ ngơi. Practice meditation helps you to relax your body, relax your mind. Tại vì một ngày mình làm từ sáng tới chiều á, thân thể mình nó mệt. Rồi trong khi mình làm á, thì cái tâm, cái mind mình nó suy nghĩ đủ thứ hết. Mình lo lắng đủ thứ chuyện hết, cho nên mình có cái giờ mình ngồi thiền là mình buông bỏ hết mọi cái chuyện lo phần nào đó. Mình điểm hơi thở là tự nhiên cái mình nó sẽ, tâm mình nó sẽ yên định trở lại. Throughout the day, our body is working.
thinking, different things happening in our body. So when we have a chance to sit in meditation at night, we kind of relax our body and our mind. Have a câu hỏi. You have any question? It's not a question. Just wanted to thank the Thai for sharing his wisdom and knowledge with us. Okay. Just wanted to thank the Thai okay. for sharing his knowledge and wisdom with us. I think it's very special. Với cái nữa là khi mình ngồi á, ngồi thiền ở nhà thì mình nên mặc cái đồ nó về hoặc thôi cái đồ mỏng vậy, đồ thun. Nên đừng thường thường đi vô chùa phải mặc quần tây nó kín. Nhưng mà khi ở nhà mình mặc cái đồ này nè. Với cái áo á, mình mặc cái nó đừng có bó chặt quá hay là nó rộng rãi, nó thoáng, nó vừa thoải mái đó, mặc. One thing I want to remind that, you know, when you sit in meditation, you should wear the very comfortable clothes. Don't wear a lot of difficult layer clothes like you go from the house to here. Nếu mà mình mặc cái quần mà nó bị chặt quá đó, khi mình ngồi là mình nới rộng ra. Để cho khi mình thở nó có một cách nó tự nhiên, nó bị bó buộc. If we have the very tight clothes, pen, we need to release it. So it's pretty easier. Thì khi mình đi, khi mình đứng, khi mình ngồi, khi mình nằm, mình cũng tập hít vào, thở ra khi mà mình không có làm việc gì. And then after that we need to practice, even we walking, laying down or sitting, we need to focus on our breathing too. It's not only time sitting meditation and we practice that. Khi mình ngủ không được thì mình cứ redeem hay nào, hít vào thở ra, đừng có lo lắng cũng đừng có đi làm việc gì hết. Thì trong lúc mình thiền thì có đi, đứng, nằm, ngồi đều mình thiền được. Sometimes when we get in bed and we cannot go to sleep and we have to practice the breathing too and it helps you to get to sleep better. Thì trong một ngày từ sáng cho tới chiều khi mình bận làm công việc thì để tâm mình tập trung vào một công việc gì mình làm thì mình để tâm vô công việc đó mình làm cho thật tốt. Và khi mình ngưng làm, mình không có việc gì đó, mình ngồi gọi là nghỉ ngơi đó thì mình quay trở về mình hít vào thở ra relax cái thân mình cũng như tâm. Throughout the day, sometimes you have a work to do. Just focus on the work so you can finish the work, and within the work you can focus on your breathing again, and it helps you to relax your mind and relax on your body. Với những khi mà chúng ta đi mà kẹt xe hay là đèn đỏ này kia đó, thì chúng ta vẫn cứ hít vào thở ra, nghĩa là trong đó mình đang ngồi thiền mà thiền ở trên xe, chứ không, lúc đó mình không có bực bội. Sometimes we're driving and then we get stuck in the traffic. We take that chance at the meditation time too. So you just breathing in, breathing out. Don't get your angry or upset because the people in front of you cut you. So it makes you meditate that way in the car too. Thì hôm nay mình Đức có duyên chia sẻ với tất cả quý thiền sinh. My name is Minh Đức, and I very appreciate that the time that we spent together today. Yeah, chúc cho tất cả các thiền sinh trở về đây là gọi là thiền sinh, học vừa thiền á, tu thiền á. Thì chúc các thiền sinh dồi dào sức khỏe và mọi công việc cái gia đình đều tốt đẹp. Everybody come here today, we call each other is
meditation practitioner, and we wish you a happy time with the family tonight. Thank you. So after that, we do that, we change in the Buddha a few times. Namo tới giờ. I practice meditation since I go to the temple. Thầy đi tu lúc 13 tuổi. I left my house and go to the temple since 13 years old. Tại vì sư phụ thầy cũng là tu thiền. I follow the meditation because my master is a meditation too. Hồi đó thầy tự đi ra ngoài mấy gốc cây á, sư phụ chỉ cho cách gọi là điểm hơi thở đó, rồi xong cái ra ngoài mới đầu ngồi bán già, rồi sau cái ngồi kiết già, mới vừa kéo lên đó. Nhưng mà phải gắng ngồi kiết cái mới đầu ngồi á, mà một tuần á ngồi 5 phút gắng, lúc mà nó đau á gắng ngồi 5 phút mà ngồi một tuần, chừng nào thấy một tuần mà nó hết đau á là mình tăng lên 5 phút nữa. My master wants me to sit meditation at beginning just 5 minutes with the semi lotus, and then later on when I get to it, I put the full lotus position. But just any time he wants me to just increase 5 minutes only, so he takes it slowly. Rồi tăng lên từ lên khoảng nửa tiếng, rồi lên 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, rồi 2 tiếng. So we start from 30 minutes, and then 1 hour, and 1 hour and a half, and 2 hours. Mỗi lần ngồi kéo lên nó đau á, đúng 5 phút á, là nó mới đầu kéo lên nó đau. Rồi sau mình gắng chịu 5 phút, rồi sau nữa thì khoảng tuần hoặc hơn nửa tháng á, là nó hết đau, nó quen rồi đó. Bắt đầu mình tăng lên 5 phút nữa, thì 5 phút đầu thì nó không đau, 5 phút sau là nó đau. Mà khi nó đau thì mình cứ hít vào, thở ra, thư giãn. He just has experience about the pain when you sit in a semi-lotus or full lotus. Normally the pain about show up in your body, you need to get it 5 minutes, you endure for 5 minutes and then it go away. But if you don't get it over 5 minutes, then it's still the pain to come back with you. Hồi đó thầy lớn hơn bữa này, 13 tuổi, thì cứ hít vào, thở ra, đếm từ 1 tới 10 rồi mình bỏ vậy thôi. When I was about his age, I count breathing 1 to 10 and it has to do it too. Rồi sau này có dịp năm 2000 tới 2003 thì lên Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt ở dưới Hòa Thượng Trúc Lâm 3 năm trên đó. So in 2010, I just joined the Zen Master in Đà Lạt. And I stay there until now. Ở trên đó thì ngồi ngày 6 tiếng. At Đà Lạt Monastery, we sit 3 times a day and each time 2 hours. Chiều 2 giờ tới 4 giờ. In the afternoon, 2 o'clock to 4 o'clock p.m. Tối từ 7 giờ tới 9 giờ.
in the evening, maybe 7 o'clock to 9 o'clock p.m. À, buổi sáng thì từ 4 giờ tới 6 giờ. In the morning, maybe 4 o'clock to 6 o'clock a.m. 4 to 6. 4 to 6. Ngồi kiết già, ngồi phá xã thì nếu hòa thượng thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, Trúc Lâm Phùng Hoàng, thiền viện Trúc Lâm. The Zen Master in Đà Lạt is Trúc Lâm Đà Lạt Monastery. Chị không có điều kiện mà ngồi thiền 6 tiếng như quý thầy. Thầy xin chia sẻ cái kinh nghiệm làm sao cho chúng con mỗi ngày chúng con không có để cái đầu óc tụi con chạy lung tung lang thang, mà tụi con lúc nào cũng được như là đầu óc lúc nào không có được vướng bận như vậy. Xin thầy chia sẻ kinh nghiệm. Đầu óc của mình á giống như hai bàn tay nè. Cái gì mình cần á thì mình lấy. Ví dụ như mình khát nước, water, cần uống nước. Uống nước xong rồi thì sao? Để xuống. Rồi cần đói bụng á, khi đói bụng á, cần ăn á, thì mình kiếm đồ ăn bánh bi xài gì đó, ăn thì nó cũng no bụng. Our mind is just like our hand. If we hungry, we get something to eat and we let it put it down. If we thirsty, we get some water we drink. If we hungry, we grab some pizza and we eat and we put it down. Khi mình cần thì mình mới suy nghĩ, những gì cần mình suy nghĩ, còn không cần thì thôi đừng suy nghĩ. If we need to, when we need it, we thinking about it, but we don't need it, we just let it go. Chuyện gì mình cần để suy nghĩ, mình lên kế hoạch để mình làm á, thì mình suy nghĩ rồi mình đi ra cái nó, rồi xong á, khi mình làm mình để tâm vô công việc đang làm. When you plan something, when you thinking about planning something, you write down. And then when you do it, and then after you do it, and let it go. Don't get the ball in the back of your mind. Khi mình làm, phải làm cho tốt cái công việc mình đã đề ra, đã làm. When we do it, we have to focus on the task that we do. Very, very good job. Get it done and get it over. Toàn tâm toàn ý mình gọi là thân ở đâu tâm ở đó vào công việc đó. Thì khi mình làm tốt công việc này rồi thì mình qua công việc khác mình không có còn lo, không còn nghĩ về công việc này nữa. If we practice that way, we focus on one task at a time, we focus at the moment, we know what we do it. And after we done that, and then we can move on to the next task. And between that, we don't think about ahead or don't think about the back. We just focus on the moment. Và khi cái công việc mình kế tiếp nữa đó, mình đã lên cái kế hoạch rồi, lên cái list rồi, thì khi mà làm xong tốt công việc này rồi, rồi bắt đầu mình bắt đầu công việc kế tiếp nữa, là khi mình làm công việc kế tiếp là để toàn tâm toàn ý vô công việc kế tiếp, làm tiếp nữa. So between the break, if you have to plan work in the next thing, and you just focus on the next thing, and after that you can done, you don't need to go back and thinking what you been doing. Khi mình làm công việc, đang làm công việc này là mình chỉ để tâm toàn ý vô công việc này, không nghĩ những việc gì khác. When we do our thing, one thing at a time, we don't think too many things at a time. Just focus on one task at the moment. Tại vì khi mình nghĩ công việc khác á, là cái công việc này mình làm không có tốt. If we keep thinking too many things at a time, then we distract ourselves and the job that we do in front, it's not a good job. Không có tập trung ngay đây. We distract and we unfocus.
Khi mình ngồi thiền thì mình chỉ biết đang ngồi thiền điểm hơi thở thôi. When we sit in meditation, we just make sure that we breathing in and breathing out, we don't think anything else. Thì quý thầy á, có thời gian quý thầy ngồi thiền một ngày 6 tiếng. Quý vị thiền sinh không có thời gian ngồi như quý thầy thì đi, đứng, nằm, ngồi bất cứ ở đâu chúng ta tập điểm hơi thở, rảnh như giờ nào điểm hơi thở giờ đó. Not like the master in the temple, we have a 6 hour to meditation. For the lay person like us, we can do breathing in, breathing out, even we walking or we driving or whatever we doing, we don't need to sit down and coming out breathing. We can do anytime we want to. Nhưng là lúc mình lo nghĩ, lo lắng nhiều á, thì mình hít, mình điếm vào hít hơi thở, điếm hít, nghĩa là điếm hơi thở á, thì nó trị cái stress rất là hiệu quả. Especially when we worry or we stress out something, we may need to go back and breathing. It helps us a lot. Let it the fear, let it anxiety go away if we focus on breathing. Mình hít vào thở ra bình thường thôi, giống như là lúc mình làm việc mệt rồi mình ngồi nghỉ ngơi vậy đó. When we're breathing in, we just allow our body to relax. It's not that we have to panic or something, we just relax our body and our mind, and it helps a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.